Xin chào các bạn. Chúng ta sử dụng cây chổi này thường nó hay bị tuột dây ở cái vị trí tay cầm ra. Chúng ta cầm nó đau tay và không có cái dây để móc treo cái chổi lên. Các bạn làm theo cách này ha. Sử dụng cái sợi dây nè. Gấp lại như thế này. Gấp ba đoạn lại. Đập vào cái cán chổi ngay cái vị trí tay cầm này nè. Và chúng ta quấn từ trên xuống. Quấn chặt lại ha. Quấn sợi dây xuống và đặt cái dây này vào cái dây chờ sẵn ha. Và kéo ở trên này lên. Bây giờ chúng ta có cái dây để treo cái chổi lên và cầm nó không có bị đau tay. Không có sợ bị bung dây chổi nữa ra ha. Tạm biệt các bạn.